Thời điểm này học sinh lớp 12 bắt đầu kết thúc học kỳ 1. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là các em sẽ phải làm hồ sơ đăng ký kỳ thi tuyển sinh Trung học phổ thông quốc gia 2019. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh quy chế tuyển sinh, trong đó học sinh lớp 12 phải có học lực loại giỏi thì mới được xét tuyển vào ngành y. Thông tin này khiến cho không ít học sinh và giáo viên rất là băn khoăn. Đúng là như vậy, bởi vì từ trước đến nay thì việc học lệch hay là phân ban được xem như là đặc thù của các thí sinh có mơ ước bước chân vào các trường đại học, đặc biệt là khối ngành đặc thù như là ngành y. Do đó, khi một quyết định được đưa ra thì chỉ cách thời điểm thi vài tháng thì sẽ khiến cho các thí sinh khó có thể thay đổi kịp. Với ước mơ trở thành sinh viên của Đại học Y, ngành Y đa khoa, nên Phương Anh quyết định học lại lớp 12 chuyên sinh. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo, học sinh phải có học lực loại giỏi trở lên mới được xét tuyển vào ngành Y, khiến nhiều học sinh băn khoăn, lo lắng. Em ước mơ của em là trở thành một bác sĩ của ngành Y đa khoa. Nên là em bây giờ thì em đang cảm thấy khá là lo lắng bởi vì quyết định của bộ, bởi vì là em nghĩ là đối với những môn mà bọn em không cần thiết thì bọn em sẽ giảm sức học để tập trung nhiều hơn vào những môn như là toán, hóa, sinh là những môn cần thiết hơn. Và cái việc mà bọn em không được học sinh giỏi có thể nói đấy là một điều có thể xảy ra. Và với cả lương y thì như từ mẫu nên cái học lực giỏi là điều không cần thiết, nhưng cái hạnh kiểm giỏi mới là điều cần thiết. Lúc mà em mới nghe cái thông tin này thì em cũng hơi bất ngờ, em cũng hơi sợ nữa, tại vì suốt 3 năm rồi môn lý em không có giỏi. Một phần là em đầu tư vào môn sinh nhiều hơn, môn lý em không học thêm hay là như là không có tập trung nhiều quá, em sợ sẽ bị khống chế môn lý. Mình đã chọn ngành thi rồi đó, thì cái việc mà mình có đạt học lực lại giỏi hay không đó, thì nó cũng không quan trọng. Tại vì khi mà lúc mà mình học đều đó, thì mình rất là khó để phân bổ thời gian vào mấy cái thứ mà mình tập trung. Cũng theo nhiều giáo viên dạy khối B, việc sàng lọc thí sinh để xét tuyển ngành y bằng học lực lớp 12 là không thực sự cần thiết. Đã bước sang học kỳ 2 nên việc thay đổi đột ngột này sẽ làm xáo trộn việc học cũng như ôn tập cho kỳ thi Trung học phổ thông sắp tới. Bên cạnh đó, mức độ đánh giá và xếp loại học sinh của từng trường Trung học phổ thông cũng khác nhau, nên nếu dự kiến này được áp dụng sẽ khiến cho không ít học sinh chịu thiệt. Nếu như tiêu chuẩn của bộ phải là học sinh giỏi mới được xét vào y thì người ta có thể làm những việc gì đó tiêu cực để có thể đạt được học sinh giỏi, không phải là khó. Còn không nhất thiết là phải có đạt được cái danh hiệu học sinh giỏi. Bởi vì danh hiệu học sinh giỏi bây giờ hầu hết ở các trường là phần lớn các em đều học sinh giỏi cả. Chứ có giỏi thực chất hay không thì đấy mới là cái quan trọng. Cái chuyên môn, chúng ta cần về chuyên môn, chứ không phải là cần về cái danh hiệu. Thí sinh đều thi qua cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chính vì vậy chúng ta nên nghĩ đến một cái tiêu chí điểm sàn, thì có lẽ là cái tiêu chí đó khách quan hơn cả so với lại cái tiêu chí, những cái tiêu chí khác trong quá trình học phổ thông. Các tiêu chí trong quá trình học phổ thông cũng có thể chúng ta sử dụng, nhưng nếu mà nói độ khách quan thì cái tiêu chí điểm sàn của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia là một tiêu chí khá là khách quan. Đối với trường Đại học Y Hà Nội thì chúng tôi vẫn chủ yếu dựa vào cái kết quả của kỳ thi phổ thông Trung học quốc gia, và có một số thì xét tuyển thẳng. Thời điểm này, bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ khiến các học sinh hoang mang và khó có thể bắt kịp. Kết quả học kỳ 1 đã có, chỉ còn kỳ 2 để thay đổi điểm số trong học bạ. Có lẽ sẽ rất khó đối với học sinh ở thời điểm chạy nước rút này.